Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như các bạn đã biết thì dạo gần đây game Battleground ở trên máy tính thì nó khá là hot, và do đó thì có nhiều bạn đã sẵn sàng bỏ ra số tiền khoảng 50 đến 70 triệu đồng để sắm cho mình một chiếc laptop hay là một chiếc PC để chiến cái tựa game Battleground này. Tuy nhiên, đối với những bạn nào là fan cuồng của Battleground và các bạn không có máy tính ở đó nhưng mà các bạn muốn chơi cái tựa game này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tựa game Battleground giả lập ở trên iPad. Nó giống y chang như trên PC luôn. Tuy nhiên thì nó chỉ dành cho iPad thôi. Và cái game này thì được nhà sản xuất Trung Quốc phát triển. Và rồi bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để cài cái tựa game này và chiến trên iPad nhé. Bây giờ các bạn hãy vào trình duyệt web. Ở đây thì các bạn hãy nhập cái đường link mà mình đã để sẵn ở đây. Sau khi nhập đường link xong thì nó yêu cầu các bạn là mở trên App Store thì các bạn cứ nhấn vào mở thôi. Sau khi nhập đường link thì nó sẽ dẫn ta đến ứng dụng trên App Store và các bạn chỉ tải cái phần mềm này thôi. Cái game này nó tên là Knife Out. Rồi, mình đã tải rồi thì bây giờ mình sẽ nhấn vào Open. Ở đây thì các bạn khi mở game lên các bạn sẽ trải qua một số bước khá là lằng nhằng. Tuy nhiên thì mình sẽ bỏ qua cái bước đó. Còn đối với các bạn thì các bạn sẽ trải qua những bước đó, nó cũng không có quá mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào chơi game luôn. Ở đây là cái giao diện màn hình chính. Thì ở bên góc bên tay phải của các bạn thì có cái ngôn ngữ nè. Khi ban đầu các bạn mở cái app này lên thì nó chỉ có tiếng Hoa thôi. Tuy nhiên các bạn nhấn vào cái biểu tượng cái quả cầu đó thì các bạn có thể chọn được ngôn ngữ là tiếng Anh. Rồi bây giờ thì các bạn hãy nhấn Start để vào game. Và ta đã vào game rồi. Thì khi các bạn vào game, lúc các bạn mới tải cái game này về thì các bạn sẽ trải qua một số bước hướng dẫn. Tuy nhiên thì nó khá là lằng nhằng. Rồi chúng ta cùng chiến nào. Mở bản đồ lên. Đây, mình đang ở đây. Sắp đến điểm mà mình phải nhảy dù rồi. Mình sẽ nhảy ở đây. Rồi các bạn nhấn vào left để các bạn nhảy dù. Ok. Các thao tác điều khiển thì cũng như trên máy tính thôi. Rồi đến đây thì mình muốn bung dù thì các bạn hãy nhấn vào open. Nhưng mà nó tự bung dù luôn rồi. Hy vọng thì ở dưới không có thằng nào nó bắn lên. Rồi, ngôi làng này hoang sơ quá, chắc có mình tới thôi. Hãy vào thu lượm những đồ vật bên trong nào. Nhấn để mở cửa. Cái thao tác và cái đồ họa của nó thì giống y chang như trên Battleground thôi. Các bạn nhấn vào đây để các bạn lượm. Rồi, nhấn vào góc bên phía tay trái ở phía dưới thì nó sẽ ra cái package của các bạn. Ở đây là những cái thứ đồ dùng mà mình đã lượm. Game này chơi khá là thú vị. Oh no, sắp chết rồi.
Và nếu những bạn nào là fan cuồng của game này thì các bạn có thể tải về và trải nghiệm nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.